Nói chung trong những buổi học trước các bạn đã học về cái gọi là cái các cái thuật toán tìm kiếm ở trong cái trí tuệ nhân tạo ha, một số thuật toán tìm kiếm. Thì chúng ta còn hai cái nội dung nữa, là cái nội dung thứ kế tiếp là nội dung về cái biểu diễn tri thức và cái nội dung về giới thiệu về máy học. Cái này là giới thiệu về máy học thôi chứ không phải là dạy bạn về máy học ha. Thì mai mốt các bạn sẽ học cái môn, có cái môn là môn máy học nữa đó. Nên cái môn này mình chỉ là giới thiệu về máy học thôi đấy. Thì trong cái nội dung này tôi sẽ tức là mình có hai cái nội dung nữa, là nội dung về giới thiệu về biểu diễn tri thức và nội dung thứ hai là giới thiệu về máy học à. Đấy. Thì trong cái nội dung về biểu diễn tri thức này thì mình sẽ học trong vòng khoảng, để tôi đếm coi, khoảng khoảng 4 hoặc 5 buổi à, mình học trong vòng khoảng 4 hoặc 5 buổi, rồi 4 5 buổi, rồi những buổi 3 4 buổi còn lại là mình sẽ học về cái môn phần nội dung về máy học ha. Rồi sau đó là chúng ta sẽ có 1 đến 2 buổi á, là để mà các bạn báo cáo đồ án ha, để các bạn sẽ có cái một báo cáo đồ án. Thì đồ án này làm gì thì khoảng 2 tuần nữa, tuần này ha, tuần sau, có thể tuần sau nữa ha. Tuần sau nữa thì tôi sẽ cho các bạn cái danh sách cái đồ án gợi ý để các bạn làm. Ok. Rồi thì mình bắt đầu cái bài học của mình hôm nay, là tôi sẽ giới thiệu các bạn về cái nội dung về biểu diễn tri thức ha. Đấy. Thì cái bài học hôm nay nó sẽ học trong vòng khoảng 1 2 buổi, khoảng 1 buổi rưỡi, khoảng 1 buổi rưỡi à. Đấy. À thì về cái biểu diễn tri thức á, thì trong nội dung này thì tôi sẽ chủ yếu tôi sẽ giới thiệu các bạn về tổng quan về các cái phương pháp biểu diễn tri thức, cũng như là cái việc ứng dụng cái biểu diễn tri thức này trong việc mà xây dựng những cái hệ thống thông minh, cũng như xây dựng cái hệ trên dựa trên cái cơ sở tri thức đó. Thì tổng quan về biểu diễn tri thức á, thì chúng ta sẽ tìm hiểu coi biểu diễn tri thức là gì, đúng không? Đấy. Thì biểu diễn tri thức đó chính là cái việc mà nghiên cứu các phương pháp mô hình tri thức thực tế lên hệ thống máy tính. Để từ đó chúng ta, thì tức là bây giờ các bạn có cái tri thức của con người, các bạn có tri thức của con người, thì bây giờ làm sao mà chúng ta biểu diễn được cái tri thức của con người đó lên trên máy tính, lên trên máy tính, để mà từ đó chúng ta có thể xác lập được cái xác lập được cái cách tổ chức cũng như lưu trữ tri thức trên máy tính à. Không lời đâu, không. À, đấy à, thì thông qua đó là chúng ta sẽ thì thông qua đó là chúng ta sẽ có thể thực hiện được một số cái tác vụ nhất định đặc biệt là cái tác vụ suy luận tức là như thế nào, tức là biểu diễn tri thức á, chính là cái việc mà chúng ta nghiên cứu cái cách mà tổ chức tri thức của con người lên trên máy tính để máy tính có thể hiểu được cái tri thức đó và có thể thực hiện được một số cái tác vụ nào đó, đặc biệt là cái việc mà suy luận. Đấy. Thì cho nên nó hay gọi là biểu diễn tri thức và suy luận đấy. Rồi thì cái biểu diễn tri thức này nó chính là cái cơ sở khoa học cho cái chúng ta thiết kế một số cái mô hình cũng như là một số cái hệ thống thông minh, chẳng hạn như các cái hệ chuyên gia các cái hệ giải quyết vấn đề, cũng như là các cái hệ thống thông minh mà có sử dụng cái cơ sở tri thức đấy. Thì cái việc mà biểu diễn tri thức á, là nó phải đáp ứng được các cái tiêu chí sao tại vì mình muốn, tức là ở đây á, là mình đi theo cái trường phái là mình muốn cái hệ thống mình đưa ra nó áp dụng được, đúng không? Đấy, thì áp dụng được trong các cái tiêu chí sau. Thứ nhất là nó đảm bảo được cái tính phổ quát. Tính phổ quát tức là sao, tức là nó có thể biểu diễn được nhiều cái miền tri thức khác nhau, tức là chúng ta đưa ra một cái mô hình. Thì cái mô hình đó nếu có thể biểu diễn được cho nhiều miền tri thức khác nhau, chứ không phải là chúng ta đưa ra cái phương pháp rồi nghĩ ra giải được cho một cái bài toán nhất định thôi, nó biểu diễn nhiều miền tri thức khác nhau. Tức là mình mong muốn là như vậy. Đấy. Rồi cái thứ hai nữa là khi nó đảm bảo được cái việc mà áp dụng, tức là khi mà áp dụng vào trong thực tế thì có thể áp dụng được trực tiếp, hoặc là chúng ta chỉ cần một cái cải tiến nhỏ thôi, tức là chúng ta chỉ cần thêm một thành phần hay là bớt một thành phần gì đó thì có thể áp dụng được. Đấy. Và cái tiêu chí thứ hai đó chính là đảm bảo được cái tính đầy đủ. Tính đầy đủ thì tính đầy đủ tức là sao, tức là cái mô hình này có thể biểu diễn được các cái tri thức thực tế, cái mô hình này biểu diễn được các tri thức thực tế
để người dùng có thể sử dụng cũng như biểu diễn và cập nhật các cái tri thức. Tức là sao? Tức là bây giờ cái tri thức của mình nó như thế đúng không? Thì bây giờ mình cái nước con người như vậy, bây giờ tôi biểu diễn nó lên máy tính, ok, biểu diễn lên xong rồi thì bây giờ chẳng hạn như tôi kiểm check lại với cái tri thức này nó bị sai, nó quá trình biểu diễn lên nó sai thì cái người dùng có thể là cập nhật lại cái tri thức đó, thêm bớt hoặc là gì đó. Đấy, thì cái việc mà cập nhật tri thức đó nó cũng nó gọi là validate checking á, validate checking á, là mình phải kiểm tra lại coi nó có đạt chuẩn hay không. Thì khi cái tri thức nó khác với các bạn nạp dữ liệu vô, tại vì các bạn nạp dữ liệu vô thì bạn nạp vô càng nhiều càng tốt hơn, nhưng mà cái tri thức thì nó khác. Thì khi các bạn nạp tri thức vào thì lỡ cái tri thức nó có gọi là tính phi mâu thuẫn, ví dụ mình có một cái tri thức A trong đó, rồi tiên mình nạp dữ liệu vào nó suy ra là không A là sao, tại vì cái tri thức nó thành mâu thuẫn đúng không, có A vừa có A vừa có không A là sai. Đấy. Đấy. Và cái cơ sở dưới của hệ thống là có thể xây dựng các suy diễn tương tự như cách suy diễn của con người. Và cái thứ ba đó chính là cái tính thực tiễn. Tính thực tiễn tức là cái phương pháp của mình có thể áp dụng được cho nhiều miền tri thức trong thực tế, và cũng biểu diễn được tương tự như cách biểu diễn của con người. Tức là bây giờ con người biểu diễn tri thức đó như thế nào á, thì mình cũng có thể mô phỏng, cố gắng làm sao mô phỏng lại giống gần giống nhất cái đó để mà biểu diễn lên máy tính, và để giải được cái bài toán thực tiễn trong cái miền tri thức. Và cái thứ tư, cái yếu tố này thì nó thiên về mặt lý thuyết nhiều hơn thôi, tức là cái tính hình thức hóa, tức là cái mô hình của mình nó phải đảm bảo được cái nền tảng lý thuyết, tức là nó phải đảm bảo được cái nền tảng lý thuyết cho nó một cách nó phù hợp, tức là nó phải có cái nền tảng lý thuyết nó chắc đó, thì mình mới xây dựng lên được. Đấy. Thì đây chính là cái bốn cái tiêu chí chính của một cái bốn cái tiêu chuẩn của một cái mô hình biểu diễn thức ha, tính phổ quát, tính đầy đủ, tính thực tiễn cũng như là tính hình thức hóa. Thì một số cái phương pháp biểu diễn mà chúng ta sẽ thường hay gặp là có những cái phương pháp nào. Đấy. Thì ở đây tôi phân chia các cái phương pháp này theo cái hướng phát triển. Thì trong cái việc mà xây dựng các cái biểu diễn tri thức á, thì nó có theo ba cái hướng phát triển. Thì cái hướng phát triển thứ nhất á, là người ta nghiên cứu các phương pháp biểu diễn tri thức tổng quát. Thì tức là người ta biểu diễn cái tri thức nó ở cái dạng tổng quát thiên về mặt lý thuyết nhiều hơn. Thì các bạn có thể thấy là nó một số cái phương pháp, chẳng hạn như cái phương pháp logic nè, phương pháp logic nè, phương pháp mạng ngữ nghĩa nè. Đấy, là nó biểu diễn những cái dạng tri thức dạng tổng quát, và để nó giải quyết được các vấn đề cơ bản trong biểu diễn tri thức, ví dụ như suy luận, suy luận mà trên trên logic thôi. Thì về mặt mà lý thuyết á, thì hầu như thì nhiều rất là nhiều cái kiến thức của mình có thể biểu diễn được bằng logic. Logic thì có nhiều dạng: logic mệnh đề, logic vị từ, biểu diễn. Nhưng mà cái biểu diễn bằng logic á, thì nó lại mang cái tính lý thuyết nhiều hơn. Đấy. Thì mai mốt rồi đến cái phần đó tôi sẽ nói kỹ với bạn nghe cái nội dung đó. Đấy. Rồi. Cái hướng, tức là ở đây cái hướng phát triển thứ nhất là nó thiên về mặt lý thuyết, là những cái anh mà làm về lý thuyết nhiều. Đấy. Với hướng phát triển thứ hai á, là nó sẽ phát triển các phương pháp biểu diễn để mà xử lý trong một cái lĩnh vực nào đó thôi. Đấy, tức là phát triển các biểu diễn thức để mà xử lý trong một cái lĩnh vực nào đó thôi. Ví dụ như tôi xây dựng những cái hệ thống, xây dựng cái hệ thống rồi là hệ thống kiểm tra cái gọi là hệ thống tư vấn kiểm tra máy tính đi, ví dụ vậy. Thì khi đó là cái hệ thống này nó chỉ làm cái động tác là kiểm tra những cái lỗi trên máy tính thôi, nhưng mà nếu mà cụ thể hơn là nó kiểm tra trên cái laptop của cái hãng nào đó. Đấy, thì nó chỉ trong một cái lĩnh vực cụ thể thôi. Thì khi mà cái lĩnh vực cụ thể đó thì có nghĩa là mình thu hẹp được cái tri thức của mình, cái nội dung của mình lại, đúng không? Mình chỉ áp dụng trong một cái lĩnh vực nào đó. Và cái thứ ba thì nó sẽ ứng dụng trong cái miền trí thức thật nhiều hơn, thì nó chính là xây dựng các cái hệ truy vấn, các hệ giải quyết vấn đề thông minh cũng như các hệ thống sử dụng cơ sở tri thức. Thì tôi đang đi theo cái hướng này, tôi thi theo cái hướng mà xây dựng cái hệ thống thật nhiều hơn. Đấy. Thì trong cái hướng phát triển thì trong cái hướng phát triển thứ nhất này, thì mình có một số cái phương pháp. Đấy, mình có một số phương pháp.
đây bảo em bị bỏng đây vừa sổ đấy mà thẳng được sáng cái này rồi rồi giờ từ à, thì mình có một số cái phương pháp à. Thì ví dụ như mình có cái phương pháp biểu diễn bằng logic, ví dụ mình có phương pháp biểu diễn bằng logic mệnh đề, logic vị từ, logic mô tả ha. Đấy. Rồi biểu diễn bằng mạng ngữ nghĩa, đồ thị khái niệm, hoặc là biểu diễn bằng ontology, các bạn nghe đến chữ ontology, nhưng mà ở đây mình đang nói về cái ontology hình thức ha. Cái ontology hình thức này là cái dạng ontology mà nó xây dựng trên cái logic mô tả. Đấy. Và biểu diễn theo cái phương pháp là tiếp cận đại số. À thì theo cái tiếp cận đại số tức là mình xây dựng biểu diễn nó dưới dạng cái bằng cái cấu trúc đại số á. Đấy. Đấy thì hướng phát triển thứ nhất thì nó có những cái phương pháp này, thì cái này nó ứng dụng vào trong cái những cái hệ giải bài toán tổng quát, chẳng hạn như nghiên cứu giải quyết bài toán satisfiability, tức là bài toán SAT á ha. Đấy thì để các bạn biết bài toán SAT là gì thì các bạn có thể lên mạng các bạn search đây. À thì nó là cái bài toán này dạng như thế này nè. À, để tôi viết cho nó nhanh đi. À bấm SAT trên lòng. À, thì cái bài toán SAT á, là cái bài toán như thế này. À, là ví dụ như mình có các mệnh đề, mình có các mệnh đề như thế này ha. Ví dụ như tôi có các mệnh đề, tôi có các mệnh đề, đúng không? Các bạn học môn cấu trúc rời rạc rồi, thì các bạn hiểu mệnh đề là gì. À, ví dụ một số cái mệnh đề như thế này. Thì bây giờ một cái biểu thức logic á, thì tôi luôn luôn biểu diễn được nó dưới dạng chuẩn. À, ví dụ x1 nhân x2, x3, đúng không? Rồi cộng với x4 nhân với x5 nhân với x6. Tôi luôn biểu diễn dưới dạng chuẩn như thế này. Đấy. Đấy, tức là mọi tức là mọi cái dạng logic á, mọi cái biểu thức logic mình đều biểu diễn dưới dạng chuẩn như thế này. Thì khi mà biểu diễn được dưới dạng này á thì cái bài toán nó đặt ra là bây giờ tôi có thể tìm ra được, chỉ ra được những cái giá trị mệnh đề như thế nào, ví dụ như x bằng 1, x2 bằng 0, x3 bằng 0, để cái biểu thức này đặt cái điều true hay không. Đấy. Đấy, x1 bằng 0, x3 bằng 0, x4 bằng 1, x5 bằng 1 gì đó ha. Để biểu thức này đặt cái điều true hay không thì đó bài toán SAT. Đấy thì mai mốt mình qua cái phần phương pháp logic thì tôi sẽ nói lại cái chỗ này. Đấy. Rồi, tiếp tục. Một số cái phương pháp chứng minh định lý tự động thì các bạn sẽ thấy là nếu mà đọc tài liệu thì các bạn sẽ thấy là ngày xưa người ta sẽ đưa vào cái xây dựng cái biểu diễn thức để mà xây dựng các cái phương pháp chứng minh các cái định lý tự động á ha, là chứng minh những cái định lý hình học á, những cái định lý hình học á ha. Thì có một số cái phương pháp như phương pháp Hu rồi phương pháp tìm kiếm gì á ha. Đấy thì nó sẽ có một số cái phương pháp chứng minh định lý tự động. Rồi, đấy, thì nó để xây dựng gì? Tức là ở đây nó tức nhưng mà những cái phương pháp này nó mang tính gì? Ở đây thì chứng minh định lý là chứng minh theo kiểu máy móc á, nó gọi là chứng minh theo kiểu machinery, tức là theo kiểu máy móc. Tức là nó chứng minh kiểu máy thôi. Đấy, giống như hồi trước là tôi có nghiên cứu là cái việc mà chứng minh định lý mà sử dụng cái phương pháp cơ sở Rubner, đấy là dùng cái đại số á, dùng phương pháp cơ sở Rubner. Đấy thì tức là bây giờ tôi biểu diễn tất cả các cái định lý đó dưới thành cái dạng phương trình đại số hết. Thì các bạn thấy mình có cái tọa độ mà, có phương pháp tọa độ biểu diễn những cái định lý đó thành cái những thành cái biểu thức đại số hết, và tôi giải các phương trình đại số đó ra. Nhưng mà các bạn thấy cái này về mặt lý thuyết thì mình chứng minh được định lý đó, nhưng mà về mặt mà thực tế thì đâu ai chứng minh bằng cái kiểu đó đâu. Đấy, nó chứng minh bằng kiểu đó là nó không có phù hợp với cái tri thức của con người. Đấy. Tức là nó giải được đấy, nó giải được, nhưng mà cái việc giải đó thì nó không biết ứng dụng hay không. Thì nó có rất nhiều kiểu ha, nó có cái cơ sở Rubner nó một dạng thôi. Có thể biểu diễn bằng logic cũng được nữa, rồi biểu diễn bằng đồ thị này nọ cũng được. Hay. Rồi cái hướng phát triển thứ hai là nó phát triển các phương pháp biểu diễn tri thức đặc trưng để mà xử lý các cái lĩnh vực nào đó. Thì trong cái này thì người ta xây dựng những cái hệ chuyên gia. Hệ chuyên gia thì trong hệ chuyên gia thì có hai cái thành phần chính, đó chính là các cái cơ sở tri thức và cái động cơ suy diễn. Đấy thì nó có nhiều cái thành phần lắm, nhưng cái hai thành phần chính đó là cơ sở tri thức và động cơ suy diễn. Là cơ sở tri thức là knowledge base và cái động cơ suy diễn tức là cái inference engine. Đấy. Thì trong cái việc mà phát triển cái dòng hướng này á, thì người ta xây dựng những cái gọi là biểu diễn bằng các frame, biểu diễn bằng các frame. Hoặc là xây dựng các cái
sử dụng các logic thời gian hoặc là sử dụng các ontology ứng dụng. Đấy. Thì frame là gì? Frame là một cái dạng chúng ta đặt tả những cái case, những cái trường hợp chúng ta có sẵn, đúng không? Tức là ví dụ như chúng ta thấy cái bài toán này chúng ta có 10 trường hợp, bài toán này có 10 trường hợp. Ok, thì tôi sẽ đặt tả cái cách giải cho 10 cái trường hợp đó. À 10 cái trường hợp đó. Đấy. Rồi lỡ ra trường hợp thứ 11 thì mình không có thì thôi thua, coi như chương trình giải không được. Nó như vậy ha, frame thì mai mốt. Thì mai mốt mình sẽ có cái dạng biểu diễn thức dạng frame ở trong này. Thì một số cái công cụ ví dụ ontology web language ha, cache hoặc là close ha, một số cái ứng dụng. Thì cái hướng phát triển thứ ba thì đây là cái hướng phát triển mà người hiện nay người ta đang làm việc rất là nhiều, đó chính là nghiên cứu và giải quyết các vấn đề biểu diễn tri thức mà trong các ứng dụng thật. À để chúng ta xây dựng chúng ta xây dựng các cái hệ thống á, để mà nó giải quyết được các vấn đề biểu diễn mà trong các ứng dụng thực. Đấy. Thì để từ đó chúng ta thể xây dựng được các hệ thống biểu diễn các khái niệm một cách chuẩn xác hơn. À. Đấy. Tức là như thế này, tức là bây giờ chúng ta hướng đến cái việc mà xây dựng cái hệ, các bạn thấy cái hướng phát triển thứ nhất là nó xây dựng cái lý thuyết thôi. À, lý thuyết ha, nó xây dựng dạng cái lý thuyết để mình giải những vấn đề mang tính tổng quát. Nhưng mà đối với cái hướng phát triển thứ ba này thì nó là gì? Thì chúng ta xây dựng những cái hệ thống để mà nó áp dụng vào cái những cái ứng dụng thực thôi. À, nó áp dụng vào đúng cái ứng dụng thực. À, đấy. Vì thì các bạn thấy trong cái thế giới thực của mình á, thì cái tri thức của mình nó không phải là chỉ là một cái mảnh không, mà có thể nó từ cái nhiều nguồn khác nhau. À, đấy, ví dụ như hiện nay các bạn thấy là tri thức từ các cái mạng xã hội, từ cái mạng xã hội. À, cũng như là từ các hành vi kiến thức của con người, của các cái chuyên gia, các cái user. Đấy. Và thông tin thì có thể dưới dạng sách báo này nọ ha. Đấy, và hoặc là từ các dữ liệu lớn nữa ha. Tức là với các bạn có rất là nhiều dữ liệu thì từ cái dữ liệu đó thì bạn có thể khám phá được cái hành vi của con người. À, chẳng hạn như các bạn thấy cái hàng YouTube á, YouTube á, thì mình gọi là YouTube ha. Yeah. Tiếng Việt gọi là YouTube, YouTuber nhưng mà thực ra là YouTube. À, cái hàng YouTube á là nó, các bạn thấy các bạn lên các bạn coi một cái loại video nào đó đúng không, thì khi đó là nó sẽ mai mốt là nó sẽ recommend mình những cái thể loại video mà giống như mình giống như cái sở thích của mình ấy, nó sẽ phát hiện là cái hành vi của mình để mà từ đó nó đưa ra cái những cái YouTube mà nó những cái clip mà nó phù hợp với cái sở thích của mình. À ha, đấy thì nó là nó xử lý những cái chuyện đó thì dựa vào cái data của mình thôi, tức là mình lên mình hay coi gì nhiều nó lưu lại cái đó. Đó là hướng phát triển thứ ba. Thì trong cái hướng này thì nó dẫn đến cái việc mà chúng ta phải xây dựng những cái biểu diễn những cái dạng tri thức mà không chắc chắn, đúng không? Đấy, nó là những tri thức không chắc chắn. Thí dụ như cái hành vi thói quen thì đâu phải lúc nào 100% là như vậy. À, đấy, thì nó có thể là nó không chắc chắn và nó xây dựng cái mô hình mà nó những cái mô hình hình thức mà dành cho những cái loại đó. Tức là mình phải, dù mình xây dựng mô hình nào, những cái mô hình này nó phải vẫn phải đảm bảo cái tính FOMO, cái tính hình thức hóa, cái tính FOMO, FOMOlity. Đấy. Thì chúng ta vẫn phải có những cái mô hình toán học để mà biểu diễn được nó. Nhưng mà những mô hình toán học này nó giúp chúng ta biểu diễn những cái dạng tri thức mà nó trong cái thế giới thực. Rồi. Thì một số cái công cụ ví dụ như là ConceptNet, FrameNet hoặc là các bạn nghe hiện nay các bạn nghe rất nhiều nó về Knowledge Graph, Knowledge Graph ha, Knowledge Graph. Đấy. Thì ứng dụng của thằng Knowledge Graph này trong cái nhiều lĩnh vực ha. Đấy, hoặc là bạn xây dựng trong cái ứng dụng trong cái Watson, các bạn có nghe nói Watson chưa? Ai à để đó hồi tôi nói về cái Watson ha, giờ tôi nói trước AlphaGo đi. Thì AlphaGo á, thì AlphaGo là một cái phần mềm mà chơi đánh cờ vây á, cờ vây. Thì hồi trước á, vào khoảng năm 97 á, thì lúc đó là IBM nó tạo ra cái con Deep Blue á, là nó đánh bại được Kasparov. Kasparov hồi đó là vua cờ vua thế giới vào thời điểm đó ha, đánh bại được Kasparov vào thời điểm đó. Thì khi đó người ta mới thấy được là máy tính nó có thể có trí thông minh, nhưng mà cái con Deep Blue vào thời điểm đó đó là nó được tạo ra chỉ để đánh với Kasparov thôi. À tức là nó sẽ lưu vào trong đó những cái logic mà dạng mà để
những cái logic, những cái nước đi mà ông Kasparov ông thường hay đánh, người ta thống kê lại rồi đưa vào cái đó để mà cái máy Deep Blue nó quánh với Kasparov. Mà đúng thực ra đúng là rất là một cái gọi là tạo ra một cái chấn động trong giới khoa học về cái lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Rồi sau đó là bắt đầu tạo ra nhiều cái nữa. Thì trong cái đánh cờ tướng á, thì cũng có cái con rất là mạnh ha. Thì cái con này nó ở bên Trung Quốc thôi. Cái con này cái hệ số của nó rất là cao. Là cao. Tôi cái con nó tên là gì, hình như QChess hay là gì á, tôi không nhớ. Thì có gì có chữ Q á, tôi không nhớ cái con đó. Nhưng mà con nó rất là mạnh. Nó đánh nó giống như những cái máy tính đánh cờ á. Ở bên cờ tướng. Thì có một cái loại cờ mà người ta chưa rất là khó để mà cài đặt, đó là cờ vây. Thì cái nước xuống nước đi của cờ vây nó rất là nhiều. Tại vì các bạn thấy trên cờ vây nó có 128 ô, tức là 128 nước, thì tức là nó 2 mũ 128 rồi, tức là nước đi nó rất là nhiều. Còn trong khi là cái cờ 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 vua nó 64 ô, 2 mũ 64 thôi. Thì nói mình so sánh thô thiển nó là như vậy. Nhưng mà cái trong cờ vây thì đến năm hình như đến 2016 thì các bạn biết là cái con AlphaGo nó đánh bại được Lee Sedol, đúng không? Nó đánh bại được cái Lee Sedol. Thì cái Lee Sedol là lúc đó kỳ thủ cờ vây thứ hai thế giới. Đấy. Rồi đến năm 2017 thì con AlphaGo này đánh bại được luôn cả kỳ thủ số 1 thế giới. Đó. Lúc đó AlphaGo này nó mạnh nè. Thì đến cuối năm 2017 á, đây đến khoảng cuối năm 2017 thì nó tạo ra một cái con nó gọi là Zero Zero AlphaGo, tức là nó tạo ra một cái con mà nó tức là cái con này nó có gì, cái con này là nó tức là hồi trước những cái con kia, những cái con đánh kia là muốn đánh là bắt đầu người ta nạp vào những cái ván đánh cờ, nạp vào những cái ván đánh cờ vây, rồi bắt đầu dựa trên những cái ván đánh cờ vây đó cái nó bắt đầu nó học từ từ nó giỏi lên, không? Nhưng mà cái con Zero AlphaGo này nè, là cái con này người ta không có nạp vào bất kỳ cái dữ liệu nào hết, nó gọi là without human knowledge á, tức là nó không nạp vào, người ta chỉ nạp vào cái phương pháp đánh cờ. Các bạn tưởng tượng nha, giống như cái hàng này nó giống như đứa trẻ nó mới học đánh cờ á, và nó tạo ra cái con mình mới học đánh cờ ta chỉ nạp vào cái luật thôi, luật đánh cờ vậy thôi, và bắt đầu cho con này nó tự chơi 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 nó chơi một thời gian, sau người ta tính ra là trong vòng 30 ngày nó chơi tối ngày sáng đêm vậy đó, trong vòng 30 ngày á thì nó cái trình độ của nó là bằng cái con AlphaGo năm 2016, và chơi thêm 45 ngày á thì nó cái trình độ nó bằng cái con AlphaGo năm 2017 hả? Tức là nó tìm ra được những cái nước đi mà có thể con người mất cả trăm năm, thì cái lịch sử cờ vây rất là lâu rồi, con người mất cả trăm năm mới tìm ra được những nước đi đó, mà con này nó tìm rất là nhanh, trong vài vài chục ngày tìm ra. Nhưng mà thật ra là tại sao như vậy, thì theo tôi nghĩ á, cái này thì theo tôi nghĩ là thì người ta có cái câu như thế này, không biết các bạn biết câu này không, là muốn trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực nào đó thì mình phải làm cái việc đó ít nhất là 10.000 giờ, 10.000 giờ thì mới thành chuyên gia được. Đấy. Thì 10.000 giờ các bạn tính coi nó là bao lâu, ví dụ con người đi, một con người đi, thí dụ như đâu thể nào tối ngày ăn ăn uống ngủ tối ngày chỉ có làm cái việc đó không, đúng không? Thì con người thường mình cho làm 8 tiếng đi, 8 tiếng trong cái đó thì 10.000 giờ các bạn tính là bao nhiêu năm? Đấy. Một ngày làm 8 tiếng thôi, đúng không? Thì 8 mà nhân 365 ngày, đúng không? Thì nó ra là khoảng 8 mà nhân 365 ngày thì nó khoảng 2.600 giờ, đúng không? Đấy. Đúng không? Một năm thì có 2.600 giờ, mà 10.000 giờ là làm khoảng 5 năm. Đúng không? 5 năm. Các bạn nghĩ các bạn trong vòng 5 năm đó mình không nghỉ, không có ngày nào nghỉ hết á. Trong vòng nó không ngày nào nghỉ hết, ngày nào cũng làm 8 tiếng, làm 8 từ thứ hai đến chủ nhật làm 8 tiếng, làm 5 năm làm liên tục cũng phải thành chuyên gia, chắc cũng đúng ha. Rồi cái máy thì nó bù lại cái gì, rồi cái máy này bù lại là nó không cần ăn uống ngủ nghỉ gì đâu, nó cứ chơi chơi tối ngày sáng đêm, ngày 24 tiếng nó tận dụng hết 24 tiếng mà đấy, nó cũng hợp lý, cũng hợp lý, nó vui vậy thôi nè đấy. Thì ý em muốn nói gì, ý em muốn nói hiện nay là cái lĩnh vực mà công nghệ trí thức á, là nó phát triển rất là nhiều ha, nó phát triển rất là nhiều đấy. Rồi thì một số cái phương pháp biểu diễn trí thức, thí dụ như tóm lại thì mình có một số cái phương pháp biểu diễn dạng mạng nè, biểu diễn bằng logic nè, biểu diễn bằng frame nè, biểu diễn bằng ontology nè, biểu diễn theo cái hướng tiếp cận đại số, đúng không? Đấy. Thì biểu diễn bằng logic thì mình sẽ có ở đây tôi phân nó theo các cái hướng phát triển ha.
hiện các hướng phát triển này là sao? Là những cái hướng này hiện nay nó vẫn còn phát triển ha, nó vẫn còn đang phát triển nhưng không hướng nào dừng đâu. À, tức là nó gọi là mình có thể mình gọi nó là một, gọi là cái gì ta, mình gọi cái này nó gọi là một cái trường phái ha. Kiểu như trường phái vậy ha. Đấy, trường phái thứ nhất, trường phái thứ hai, trường phái thứ ba, kiểu kiểu như vậy. Đấy, nhưng vẫn còn phát triển. Thì tổng hợp lại á, thì chúng ta có một số cái phương pháp này, đúng không? Thì những cái phương pháp này thì cụ thể nó như thế nào? Đấy, thí dụ như phương pháp logic thì mình có rất nhiều cái dạng logic, logic bệnh đề, logic vị từ, logic M, không? Logic đa trị. Logic M là gì? Logic M là một cái dạng logic mà nó mở. Ha? Tức là các bạn thấy trong logic bình thường ấy, thì mình thấy là thường có hai trừng trị là không hoặc một thôi, đúng không? Không hoặc một thôi. Nhưng mà ở cái logic M này là nó không phải có giá trị không hoặc một, mà cái mì giá trị nó là một khoảng, anh nói là một khoảng, mì giá trị nó là một khoảng. À, tức là cái giá trị của nó ra là một khoảng, cái giá trị nó là một khoảng. Chẳng hạn như các bạn thấy như thế này nè, thì cái này nó là đúng với thực tế hơn. Ví dụ như bây giờ các bạn đi ra đường, đúng không? Kêu ê mày ra sân bay, mày đón cho tao cái thằng đó, mà nói chung mình thằng gì đó đúng không, tên thằng An đi, không hãy đón cho tao thằng An đi. Nhưng mà cái thằng An này mình chưa gặp mặt bao giờ, cái mô mô tả thằng An này tóc nó hơi đen nè, không nó dáng người nó cao cao nè, đúng không, người nó vạm vỡ nè, đúng không, đấy kiểu như vậy, không? Đấy thì khi đó thì các bạn sẽ mình có thể mình tìm được cái thằng đó, đúng không? Đấy, mình mô tả như vậy, nhưng mình tìm được, nhưng mà cái thông tin nó mờ, tức là cao cao là cao bao nhiêu, đúng không? Rồi tóc hơi mờ, tóc hơi đen là sao? Tức là đen rồi ngã nâu, đúng không? Hay là gì? Kiểu như vậy. Rồi người vạm vỡ là nặng bao nhiêu ký hay gì đó, đúng không? Đấy. Vì những thông tin nó những dạng thông tin mờ, nhưng mà bây giờ thí dụ như tôi mô tả như thế này, các bạn có tìm được không? Ví dụ như, mày ra mày tìm cho thằng đó tao nha. Tóc nó đen, độ đen của nó là 3 chấm. Rồi cao nó cao 1m65, nặng 80 kg. Quên, cao 1m7, nặng 80 kg. Là các bạn hay có nó mình có tìm được không? Mình rất là khó tìm. Vì sao? Tự nhiên mình có bao giờ mình lấy cái thước mình đo mình lại ê, ê đo mày bao nhiêu ký rồi. Mày cao bao nhiêu mét rồi về đo mày nặng nhiêu ký không? Không có. Không? Đấy, thì cái logic M này nó cái dạng để mà chúng ta giải quyết những cái tình huống như vậy. Chẳng hạn như ví dụ như các bạn trong cái máy giặt đi, đúng không, thì mình có những cái luật như này. Nếu mà đồ nhiều thì tôi phải dùng nhiều xà bông. Thì đây là những cái luật mà trong thực tế, nếu mà đồ nhiều thì tôi phải dùng nhiều xà bông, nhưng mà đồ nhiều là nhiều bao nhiêu, dùng nhiều xà bông là nhiều bao nhiêu, đúng không? Thì cái này thì sao? Thì cái này nó không thể mình những cái luật này, luật của con người, luật luật của con người, mình không thể luận giá được, mình không thể luận giá được. Thì bây giờ cái cách của mình làm sao mà từ những cái luật dạng đó mà đưa thành những cái luật mà máy tính nó hiểu được, thì chúng ta sử dụng những cái gọi là cái logic mà hay ha, chúng ta sử dụng cái logic mà rồi. Cái logic đa trị là cái logic mà nó có dạng mà nó có nhiều giá trị, nó có nhiều giá trị. Cái logic này là nó cái miền giá trị nó là một khoảng ha, còn cái logic đa trị này cái miền giá trị của nó có nhiều giá trị nhưng mà vẫn là rời rạc, còn đây là miền giá trị nó liên tục ha, còn đây miền giá trị nó rời rạc. Ví dụ như có ba giá trị, logic ba giá trị, thường thì tôi thấy là nó hay sử dụng là logic ba đa trị là ba ba giá trị hơn. Rồi cái temporal logic là dạng logic thời gian. Logic thời gian là cái logic mà nó chỉ có một cái giá trị trong một khoảng thời gian nhất định thôi. Thì cái này các bạn có thể gặp, các bạn đi đi siêu thị á, các bạn thấy cái cửa tự động á, đúng không? Thì cái cửa đó đó, cái cửa đó các bạn thấy là mình nó thấy mình cái nó mở ra rồi sau nó đóng, rồi khoảng 2 giây sau nó đóng lại. Thì cái này logic này nó cũng giống vậy á, tức là sao? Tức là nó với một cái tình huống nào đó thì nó bật lên. Không, nó bật lên thì nó bật bằng một đi, mở ra, và ví dụ mở một trong vòng 2 3 giây thôi nó đóng lại thì nó là trở về không. Thì tức là nó cái bệnh đề này đó, nó chỉ đúng trong một khoảng thời gian thôi thì nó đóng lại. Đây. Còn cái dạng logic nữa là logic mô tả, thì cái logic mô tả này thì nó sẽ được có thể ứng dụng trong thực tế nhiều hơn, bởi vì cái logic mô tả này là nó biểu diễn những cái thực thể bằng cách mô tả cái thực thể đó. Nhưng mà khi mà chúng ta mô tả cái thực thể đó, đó thì chúng ta mô tả nó bằng dưới dạng logic, biểu diễn bằng dưới dạng logic.
Đấy. Chứ nó không phải chỉ giống như logic bình thường là chỉ có BQ thôi, không? Nhưng mà nó sẽ mô tả được cái thực thể đó. Nhưng mà khi mà mô tả cái thực thể đó thì sử dụng các cái dạng logic ở trong đó. Đấy, nó gọi là logic mô tả. Thì đối với chúng ta thì tôi sẽ chỉ có tôi giới thiệu các bạn học thì tôi học hạng này thôi ha. Mình trình độ cử nhân thì mình chỉ học hạng này thôi, còn những cái hạng này thì sau này mình có dịp mình sẽ làm tìm hiểu thêm ha. Rồi thì logic mô tả thì đây ha, thì đây nó biểu diễn ha. Bài này bài mình tổng quan mà ha, mai mốt qua đến phần này tôi sẽ nói rõ hơn ha. Thì dạng mạng thì phương pháp biểu diễn dạng mạng á thì nó có rất là nhiều dạng như mạng nghĩa, đồ thị khái niệm, vân vân. Thì cái phương pháp dạng mạng này là nó biểu diễn các khái niệm hay các đối tượng, tức là biểu diễn dạng mạng á, là dùng nó biểu diễn các khái niệm hay các đối tượng ở trong cái tri thức của mình. Và đặc biệt cái dạng mạng này nó biểu diễn các cái quan hệ, giữa các đối tượng đó hay giữa các khái niệm đó. Thì cái dạng mạng này rất là tốt trong cái việc biểu diễn các cái quan hệ giữa các khái niệm hay đối tượng. Đấy. Thì đây đặc trưng của phương pháp ha. Thì một số có nghiên cứu ví dụ như Multinet ha, Multinet hoặc là Knowledge Graph gì đó, đồ thị tri thức ha. Đấy. Và cái biểu diễn thứ ba biểu diễn bằng frame và script ha. Frame là cái cấu trúc chứa tất cả những dữ liệu đến một cái đối tượng cụ thể nào đó ha. Đấy, nãy tôi có nói rồi. Thì frame nó sẽ là cái dạng mà nó biểu diễn tức là mình chia cái bài toán thành nhiều case, cái tri thức của mình thành nhiều, tức là mình chia cái thức mình thành các case, thành các case rồi mình giải lên từng các case đó, đúng không? Đấy. Nhưng mà thí dụ như cái nào mà nó cái chương trình cái hệ thống mà nó tốt á thì khi mà mình nhập vào một cái case mới mà không nằm trong những case mình lưu á, mà nó vẫn có thể trích xuất ra được những cái case ở trong đây, những cái case mình đã lưu để giải được á, thì nó cũng là một cái thì cái đó là cái tri thức mà mình phải nghiên cứu trong cái dạng frame ha. Cái này nó khó, thì nó có một cái dạng suy luận, nó gọi là K-based reasoning, tức là dạng suy luận á, tức là như thế này nè. Cái dạng giống như bây giờ á, là thí dụ như tôi có cái công thức làm cái bánh bông lan, ví dụ như các bạn bây giờ các bạn có cái công thức làm bánh bông lan, đúng không? Đấy, bánh bông lan bình thường thôi, tức là mình bỏ trứng rồi đánh trứng lên, bỏ vào lò nướng ra cái bánh, đúng không? Có bột 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 làm bánh, đúng không? Rồi đánh trứng lên rồi bỏ vô lò nướng ra, thì mình có cái cách làm bánh bông lan là như vậy. Nhưng mà bây giờ tôi muốn làm cái bánh bông lan nhân dâu, cái bánh bông lan nhân dâu thì cái case này nó đâu có nằm trong cái case của mình đang có đâu, đúng không? Nhưng mà tự động chương trình nó phải biết được là khi muốn làm bánh bông lan nhân dâu thì nó tự động có thể suy luận ra, thì khi đó là trong cái quá trình mà nó đánh nó bỏ dâu vào, tôi nói ví dụ hay cũng biết đúng hay sai nha, nó tự động nó suy luận ra là bỏ dâu vào và nó đánh lên, thì khi đó cái bánh bông lan nó sẽ có vị dâu. Rồi từ cái bánh bông lan nhân dâu rồi nó sẽ có bánh bông lan là nhân nhân xoài, nhân chuối hay nhân gì đó, kiểu vậy, ăn được hay không thì không biết, nhưng mà nó sẽ đưa ra cho chúng ta cái phương pháp, nó dựa vào những cái tình huống mình đang có, đưa ra cái cách để giải quyết những tình huống mới gặp. Thì đó là K-based reasoning. Đây, cái chữ của cái K-based reasoning nó là như thế này nè. Đây. Các bạn. K-based reasoning. Thì đây cũng dạng, nó một dạng suy luận ha. Thì mình có một số dạng suy luận là forward. Forward training. Rồi backward training, suy diễn tiến, suy diễn lùi á. Đấy, rồi K-based reasoning, rồi mình có cái dạng là analogical reasoning. Đây là những cái phương pháp suy luận. Và mình có cái dạng là heuristic, suy diễn dựa trên các heuristic. Đấy, thì frame script hai đây ưu điểm, rồi ontology thì cái này thì tôi nhắc ha, thì ontology nó là gì? Thì cái ontology á, thì thực ra cái tiếng Việt mà dịch ra cái chữ ontology này á, là tôi thấy cũng không không đúng lắm, là nó gọi là bản thể học. Cái ontology này nó từ triết học á,
trong cái từ triết học thì gọi bản thể học thì nó lại không đúng. À, thì hiện nay á, là để định nghĩa ontology này nó có rất là nhiều cái kiểu định nghĩa, nhưng mà thường những cái tác giả họ định nghĩa ontology theo cái cách mà họ xây dựng ontology của họ thôi. Nhưng mà một trong những cái định nghĩa mà người ta sử dụng á, người ta thấy nó phù hợp á, tức là nó về tức là ontology đó là một cái cách mà cái phương pháp mà chúng ta mô tả các cái khái niệm, chúng ta mô tả các khái niệm của một cái miền tri thức nào đó. Nhưng mà cái việc mà mô tả cái tri thức cái khái niệm này nó có phải giúp chúng ta chia sẻ được. Tức là bây giờ tôi xây dựng cái ontology cho cái anh A, nhưng mà cái anh B anh ấy sử dụng lại cái ontology đó cho cái lĩnh vực của anh. Anh chỉ ép vô một số cái yếu tố nào đó thôi, tức là nó phải chia sẻ được cái chuyện đó. Đấy. Cái ontology này nó là biểu diễn, tức là trong cái ontology bị quan trọng nhất là biểu diễn được các khái niệm và cái quan hệ giữa các khái niệm trên đó ha. Và cái việc biểu diễn này nó có thể chia sẻ được. Đấy. Thì do đó cái thằng con nó đứt ráp là có dạng mà nó vừa kết hợp giữa mạng ngữ nghĩa ontology đấy, kết hợp giữa cái con nó đứt ráp thì nó là cái sự kết hợp như vậy. À, theo cái viết thôi. Ví dụ như một số cái mô hình ontology xây dựng ha, như tôi cho các bạn coi là một số cái ví dụ mà tôi xây dựng cái ontology. À, chẳng hạn như đây, đây chẳng hạn như ví dụ như cái chương trình này, đây là cái chương trình mà đây ha, đây là cái chương trình mà hỗ trợ giải toán kiến thức đại số vector đấy. Đây ví dụ như cái bài toán đây nè, các bạn thấy là tôi nhập vào đây, tôi nhập vào một cái bài toán, tôi nhập vào đây một cái bài toán, đây, đây ví dụ tôi nhập cái bài này vào, rồi sau đó chương trình nó sẽ nhập vào đây ha, và chương trình nó sẽ giải ra, thì bạn thấy đây là cái bài giải đây, đúng không? Thì đây cái nó bài giải, các bạn thấy cái lời giải của nó nè, không giống như con người của mình giải ha, giải một bước đấy. Thì cái bài giải này nè, cái chương trình này là nó sẽ hỗ trợ giải mình các bài toán đại số vector kiểu như vậy. Đấy thì để xây dựng được cái chương trình này nè, đúng không, thì không phải tự nhiên mình xây dựng được đâu ha. Đấy thì mình cũng phải có một số cái nghiên cứu, ví dụ như tôi xây dựng đây một cái ontology để biểu diễn cái kiến thức về đại số vector. Đây ha, đây tôi xây dựng một cái ontology biểu diễn cái kiến thức về mô hình tri thức về toán tử, phải không? Đấy. Thì cái bài này tôi viết lúc mà tôi ở bên Nhật á, tôi viết ở bên Nhật. Đây giáo của tôi bên Nhật. Giáo tôi bên Nhật. Đấy. Rồi. Thì ở đây là tôi xây dựng một cái ontology nè, không C of rule nè, không C đấy ha, đấy of rule. Rồi thì trong cái mô hình này nè, không đấy thì tôi biểu diễn các cái khái niệm, biểu diễn các khái niệm cũng như là biểu diễn các cái phép toán trên các khái niệm đó. Rồi sau đó là tôi sẽ biểu diễn cái hàng này, đấy. Đây, các bạn thấy tôi ứng dụng này vô giải về toán đại số vector đấy, không đây số cái toán trên vector này, đấy. Rồi ví dụ như bài giải nè, tôi áp dụng vô đây là những cái luật này, những cái luật mà tôi lưu lại đấy. Rồi sau đó là giải ra đấy, không một số cái heuristic để sử dụng các heuristic ở trong đây để quá trình suy luận nữa. Đấy, ví dụ như cái bài toán này, ví dụ bài toán này thì mình biểu diễn nó thì mình cái kia mình biểu diễn trên máy tính thôi, mình biểu diễn trên cái giao diện của mình thôi, nhưng mà nhìn trên cái chữ trên giao diện cái máy nó đâu có hiểu đâu, mình phải thì khi mà từ giao diện đó mình chuyển thành cái ngôn ngữ trên máy tính để bên trong nó xử lý á, thì mình sẽ có cái động tác mình đặt tả bài toán thành cái ngôn ngữ này, dựa trên cái ngôn ngữ này thì bắt đầu nó mới đưa vào, nó lấy cái tri thức ở trong cái mình đã đặt tả và nó giải ra cái bài giải như thế này, nó giải ra bài giải như thế này đấy. Thì đây chính là cái bài giải, đúng không? Đây một số bài giải.
Ừ, đấy. À, thì bài này tôi viết năm 2018. À, đăng một cái tạp chí. À, rồi. Ừ. Đấy. Rồi, ví dụ như còn cái chương trình nào nữa. À, đấy, à, ví dụ như vậy ha. À, ví dụ như đây, à, có cái bài này là bài này mới nè. Đấy. Cái bài này, à, cái bài này là mới. À, thì cái bài này là tôi mới đăng tuần rồi á, à, mới được đăng tuần rồi. À, đây, ngày 10 tháng 4 nè, à, mới mới được đăng tuần rồi á. Là trong cái bài này tôi xây dựng một cái ontology, à, tôi biểu diễn cái mạng xã hội, à, tôi xây dựng cái ontology, tôi biểu diễn cái mạng xã hội. Rồi trên cái mạng xã hội này thì tôi mới detect ra những cái thằng influencer, là những cái người ảnh hưởng trên cái mạng xã hội đó. Đấy. À, thì trong cái bài này, à, các bạn thấy nó sử dụng cái đồ thị, à, sử dụng đồ thị rồi, à, cái cấu trúc ontology. À, thì tôi dựa vào trên trên cái mạng tôi biểu diễn, tức là trên đây tôi dùng ontology tôi biểu diễn cái mạng đó thôi. Rồi trên cái biểu diễn cái mạng, rồi trên cái ontology này, à, rồi tôi mới xây dựng những cái phương pháp đánh giá cái passing boy hay là gì đó, à, là được sự yêu thích đó. Đấy. Thì à, sẵn giới thiệu luôn các bạn luôn là sắp tới nè, à, sắp tới là tôi có một cái sự kiện này nè. Đấy. Đây, à, sắp tới tôi có cái sự kiện này, à, đây, à, đây, từ từ. Ở đâu rồi ta? Cái sự kiện nó rồi ta? Đây 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 đây, sự kiện này, à, đây sắp tới tôi có sự kiện này, à, tổ chức ở trên Zoom đó. Đấy, sự kiện này tôi sẽ trình bày cái nghiên cứu về về cái hàng này. Đấy, trình bày cái nghiên cứu về cái hàng này. Ừ. À, đây, à, do cái sự kiện này do cái group Data AI Sài Gòn, à, tôi là mod của group này. À, đấy, thì sẽ tổ chức cái buổi này, à, trình bày cái hàng này. Đấy, thì các bạn có thể đăng ký tham gia ha. Các bạn vô cái group Data AI này ha. Đây nó có cái group Data AI đây. Là nó có group Data AI này. Đấy, thì bạn vô cái group Data AI á, tự nhiên nó mất tiêu của tôi rồi. Đây là có group Data AI Sài Gòn ha. Đấy, thì bạn vô đây coi đăng ký. À, thì sẽ gửi link Zoom cho các bạn. Ừ. Rồi. Đấy, thì đây chính là cái sử dụng ontology, à, sử dụng cái ontology cho cái của chúng ta. Đấy, tiếp tiếp tục ha. À, ở đây thì đây cái bài đây, các bạn có thể vô 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 cái trang này các bạn đào cũng được ha, cái bài báo và muốn muốn thì bạn vô cái trang này bạn đào cũng được. Bạn đào cái tên này này, không sạch rồi nó ra. Đấy. Rồi. Ô, sao nó rồi ha, để chọn lại nó ra đấy rồi, à, tiếp tục ha. À, đây ha, rồi, à, tiếp cận biểu diễn tri thức bằng cái cấu trúc đại số, à, tiếp cận biểu diễn tri thức bằng cái cấu trúc đại số rồi. À, thì ở đây đây thì tôi cũng xây dựng, tôi cũng nghiên cứu về cái lĩnh vực này, à, tôi xây dựng cái cấu trúc đại số, à, để biểu diễn cái dạng tri thức quan hệ, tri thức tương tự rồi đó. Chẳng hạn như có cái bài này nè, à, có cái bài này, à, có cái bài này là tôi xây dựng một cái hệ thống bằng cách sử dụng cái mô hình tri thức quan hệ, không? Đấy.
Là tôi xây dựng cái cơ sở thức, sử dụng cái mô hình, xây dựng cái mô hình biểu diễn tri thức á, cho các hệ chuyên gia sử dụng cái mô hình tri thức quan hệ đấy. Cái này là tôi đang là làm mà hợp tác với giáo sư ở bên Malaysia. Thì cái này thì nó tôi xây dựng cái mô hình đây. Đây cái dạng này CRU, trong đó C là gì, R là gì, RU là gì, các khái niệm. Đấy, thì cái này cũng dạng biểu diễn theo dạng cấu trúc đại số, thì trong đây là tôi biểu diễn các cái phương pháp toán học cho cái mô hình này. Cho cái dạng mô hình này. Biểu diễn dạng mô hình này. Thì dựa trên cái hàng này nè, tôi mới định nghĩa một số cái, rồi tính toán một số cái, rồi sau đó tôi xây dựng cái hệ giải toán hình học không gian. Đây cái hệ thống giải toán hình học không gian. Đây là cái giải toán hình học không gian. Đây, giải toán hình học không gian. Ví dụ như tôi có cái bài toán như thế này. Đây ha, ví dụ như cho một cái hình chóp gì đó, SABCD, SA vuông góc gì đó, bằng bằng bằng. Rồi dựa trên cái hình này đúng không? Rồi cái bắt đầu tôi có cái hình của bài toán này và tôi mới có cái chương trình. Đấy, thì đây cái bài giải của chương trình đây, nó sẽ giải ra cái hàng này, giải ra cái bài này. Đấy. Cái hình này đương nhiên mình vẽ không được rồi, cái hình này mình phải vẽ tay thôi. Cái chương trình mà vẽ hình này thì chưa chưa được. Đấy. Đấy. Đấy ha, đây. Đối với vẽ hình á thì tôi cũng mới có một cái bài bài này là hồi khoảng đầu năm nay là tôi xây dựng một cái chương trình mà nó hỗ trợ vẽ hình. Bài này là khoảng đầu năm nay là nó 2020 mô đồ hình như đây. Đây thì chương trình vẽ hình, thì cái chương trình này tôi vẽ hình học phẳng thôi. Thì cái này là do sinh viên hướng dẫn, Khang Lê, Lục Trường Phong là hai đứa này là sinh viên hướng dẫn làm luận luận văn khóa luận tốt nghiệp á. Đấy, thì nó xây dựng cái chương trình vẽ hình tự động, tức là các bạn nhập vào một cái bài toán, dựa trên cái cấu trúc mô hình này, thì tự động nó sẽ vẽ ra cái hình đấy ha, vẽ ra cái hình, ví dụ như nhập vào cái bài toán, nó sẽ vẽ ra cái hình tương tự như thế này đó, nhập vào bài toán, vẽ ra hình này vẽ tự động nha. Cái bài toán thì với ngôn ngữ đặc tả tôi tự động nó sẽ vẽ ra được cái hình này đấy. Ví dụ nhập vào cái bài toán này, nhập vào cái bài toán này, rồi thì cái bài toán này đương nhiên bằng ngôn ngữ tự nhiên nó làm được đâu, rồi phải chuyển nó về cái dạng ngôn ngữ đặc tả như thế này không, rồi từ cái ngôn ngữ đặc tả này nó sẽ vẽ ra cái hình này đấy, thì tự động vẽ luôn, vẽ ra cái hình. Thì đây chính là cái chương trình này. Thì bữa mấy đứa sinh viên của tôi nó mới mới làm xong, mới bảo bài khóa làm xong cái bài này, đăng trên một cái tạp chí Scopus gì đó chẳng nhớ rồi. Đấy, thì đây là cái nội dung về cái ontology, thì tôi cũng làm về cái thằng này. Đấy, cũng như biểu diễn cấu trúc đại số gì đó ha. Tôi làm về cái này nên tôi biết, tôi giới thiệu là nhiều rồi. Một số các nghiên cứu là đây là một số các nghiên cứu khác đang nghiên cứu trên cái sử dụng cái cấu trúc đại số khác này. Thì tôi lướt phần này các bạn cũng nắm được ý. Rồi thì cái phương pháp này ưu điểm, khuyết điểm gì ha? Ở đây thì đi qua cái phần mà các hệ thống ứng dụng, một số cái hệ thống ứng dụng dựa trên cái cơ sở tri thức, hệ thống ứng dụng dựa trên cái cơ sở tri thức. Thì tôi cũng nói luôn ha, thì chắc nói luôn cái phần này luôn. Thì cái hệ cơ sở tri thức á, thì mình đến cái phần này mình nghỉ chút đi, nghỉ chút ha. Để từ từ tôi nói tiếp ha. Rồi thì trên đây tôi đã giới thiệu các bạn tổng quan về một số các phương pháp biểu diễn tri thức ha. Biểu diễn tri thức là gì, cũng như là tổng quan về biểu diễn tri thức là biểu diễn tri thức là gì không, một số cái phương pháp, mình phân loại các phương pháp đó theo các cái hướng phát triển. Phương phát triển thứ nhất, phương phát triển thứ nhất là xây dựng cái hệ thống tổng quát. Hướng phát triển thứ hai là mình xây dựng theo những cái lĩnh vực đặc trưng, và hướng phát triển thứ ba là xây dựng theo những cái ứng dụng thực. Đấy, và mình phân loại theo cái hướng hướng phát triển, thì cái phân loại thứ nhất, và cái sau đó mình phân loại theo theo những cái mô hình biểu diễn,
mô hình biểu diễn bằng logic, mô hình biểu diễn dạng mạng, mô hình biểu diễn bằng ontology và mô hình biểu diễn bằng các cái cấu trúc đại số. Đấy. Thì các cái phương pháp đó như thế nào? Thì đây là tổng quan, thì cái này thì tôi giới thiệu các bạn một cách sơ lược thôi. Thì các bạn muốn học kỹ hơn á, thì các bạn có thể đọc cái quyển sách này. Thì cái quyển sách này là biểu diễn tri thức và suy luận. Đây ha, của nhà Đại học Quốc gia. Đây ha, cái quyển này ở thư viện trường mình có đó. Đây, cái quyển này, quyển thư viện trường mình có, quyển biểu diễn tri thức và suy luận. Trong cái quyển này tôi có viết một cái chương, cái chương hình như chương các phương pháp biểu diễn cơ bản hay gì đó, tôi không nhớ nữa. Để biểu diễn tri thức và suy luận ha. Thì hoặc là các bạn có thể có cái quyển này, các hệ cơ sở tri thức. Đây ha, đây cái quyển này. Quyển này thì tôi tham gia chính viết đây. Quyển này tôi có tham gia chính viết. Đấy. Đây các hệ cơ sở tri thức. Đấy, các bạn có thể đọc hai cái quyển đó để bạn hiểu thêm về cái phần về biểu diễn tri thức và suy luận. Rồi. Đấy, thì đây chính là cái nội dung của mình ha. Rồi, nội dung cái phần này của mình. Đấy, tiếp theo mình sẽ có nội dung này nữa. Tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu tiếp bạn về cái nội dung này. Hệ thống, những một số cái hệ thống ứng dụng dựa trên cơ sở tri thức. Đấy.